Những ngày này, nắng đã lên, bầu trời đã trong xanh, nhưng ký ức về những ngày ứng phó với cơn bão số 3 vẫn còn vẹn nguyên trong tâm trí những cán bộ chiến sĩ, đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, công an huyện Lập Thạch. Thiếu tá Trần Văn Ngọc là người trực tiếp chỉ huy lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, công an huyện Lập Thạch, tiến hành tìm kiếm người bị nạn trong vụ ba mẹ con chị Lê Thị Hải bị tai nạn lật thuyền tại xã Sơn Đông trong tối ngày 10 tháng 9 vừa qua. Anh cũng là người chỉ huy, phối hợp với quần chúng nhân dân trực tiếp cứu sống được chị Lê Thị Hải và tìm kiếm người mất tích. Với cái điều kiện thời tiết thì vô cùng khắc nghiệt, nước lũ thì càng ngày càng dâng cao và tại khu vực xảy ra sự cố thì dòng nước chảy rất xiết. Anh em lực lượng cảnh sát phòng cháy cháy công an Lập Thạch là luôn luôn sẵn sàng tinh thần chiến đấu và luôn luôn khẩn trương để tìm kiếm người bị nạn, với mong muốn rằng là dù có những tia hy vọng nhỏ nhất thì người bị nạn còn sống sót thì vẫn có thể là để tổ chức tìm kiếm được. Và sau rất nhiều nỗ lực thì đã tìm được người bị nạn thứ hai. Tuy nhiên thì lúc này nạn nhân cũng không còn khả năng sống sót. Xã Sơn Đông, huyện Lập Thạch nằm ngoài khu vực đê sông Lô và sông Phố Đáy. Cơn lũ ảo về đột ngột, chỉ trong một đêm, nước sông dâng cao đã làm 11 trên 12 thôn dân cư bị cô lập, ngập sâu trong nước. Giao thông chia cắt, đi lại khó khăn, cuộc sống của hơn 2.000 hộ dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Nhận được mệnh lệnh, Thiếu tá Trần Văn Ngọc cùng 100% cán bộ chiến sĩ, đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, công an huyện Lập Thạch, ngay lập tức lên đường triển khai phương án cứu hộ, cứu nạn, di dời người và tài sản trong khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn, cũng như tiếp tế lương thực, thực phẩm cho bà con bị mắc kẹt trong vùng ngập lụt. Trong 3 ngày đêm liên tục, từ mùng 9 đến 11 tháng 9, các anh làm việc gần như 24 trên 24 giờ, chỉ thay nhau tranh thủ nghỉ lấy sức. Trong 3 ngày, 4 ngày liên tục chống chọi với cơn bão, ảnh hưởng của cơn bão số 3, thì anh em phải nói là anh em ngủ tính bằng phút, rất là vất vả, đặc biệt là với tinh thần quyết liệt vì cuộc sống bình yên hạnh phúc của nhân dân, vì cứu giúp nhân dân, cứu hạn chế những cái tài sản thiệt hại cho nhân dân. Anh em đã không quản ngại khó khăn, ngày đêm phối hợp cùng với các lực lượng là hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Nhìn thấy bà con mà trong những cái hoàn cảnh mà lũ lụt mà liên quan đến nhà cửa rồi tất cả những cái vật dụng của các con người như thế, nhưng bọn tôi cảm thấy rất là thương đấy. Mà giờ, cho dù vất vả đến mấy, nghĩ trong đầu mình là ôi, kể cả có cố thức đêm thức hôm, kể cả không ngại ngần gì, nhưng chúng tôi vẫn cố gắng để giúp đỡ bà con cũng như mọi người có thể di chuyển, với thứ nhất là con người, thứ hai là tài sản, để đi vào những cái vị trí an toàn nhất. Cơn bão số 3 với sức tàn phá khủng khiếp đã gây ra những hậu quả nặng nề, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của nhân dân. Trong những ngày khó khăn vừa qua, hình ảnh những cán bộ chiến sĩ công an nhân dân không quản khó khăn gian khổ, băng mình trong mưa gió và nước lũ bùn lầy để cứu trợ đồng bào là những biểu thị cụ thể của tinh thần vì nước quên thân, vì dân phục vụ. Lực lượng công an tỉnh Vĩnh Phúc đã và đang bằng những hành động cụ thể, thiết thực, tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của lực lượng công an nhân dân anh hùng.